Vâng, xin chào quý vị, xin chào cả nhà. Hôm nay quý Nguyễn giới thiệu đến với các bạn chúng ta, các anh em chúng ta một đôi loa bút xeo. Đôi loa bút xeo cũng đến từ Mỹ, giá rất bình dân. Và đôi loa bút xeo thì của một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng đối với người Việt Nam chúng ta. Đó là loa JBL L16 đời cát. Vâng. Những cái đôi loa mà JBL kể từ những loa nhỏ, loa bút xeo cho đến loa lớn, gần như tất cả loa nào cũng hợp với người Việt Nam chúng ta. Đôi loa bút xeo này giá chỉ 7.500.000 đồng, mà các bạn thấy cấu hình của nó cũng tương đối là khủng và rất là đẹp. Mình đã mở sẵn ra rồi, bây giờ đây là cái màng giấy, cái viền, cái rúng của nó là rúng lòng chảo, rúng ngựa và viền mốt nha, sườn nhôm đúc cũ Anico. Đây các bạn, cũ Anico, mà đôi loa này nó còn luôn cái màu vàng này luôn đấy. Và đôi loa này cái model của cái cũ nó là model của nó là 116A các bạn nhé, sản xuất tại California USA. Đôi loa các bạn nhìn thấy đẹp không? Rất đẹp. Cứ Nguyễn mở luôn ra thế này, phía trong là cái phân tầng của nó này đấy. Và cặp loa này có cái chép, nó cũng là chép, loại chép của những loại loa lớn. Mình lấy đây, mình lấy lên để các bạn xem cái cũ của nó. Đây, cũ của nó là cũ LE2025-2. Nó trùng với những cái loa lớn đấy các bạn nhé. Loa là kể cả loa L16 hay loa 36. Vâng. Và mình tiếp tục xem cái cũ loa phía bên, cái thùng phía bên này. Màn rất đẹp nè. Rất êm, đánh thế này là các bạn biết, mình gõ gõ thế này là nhẹ, biết rất êm. Và cũng như vậy ha. Model cũ của nó là 116A California Los Angeles USA nha. Vâng. Đây các bạn, cũ của nó cực kỳ đẹp ha, rất đẹp. Và lấy luôn cái chép lên, lấy luôn cái chép lên cho các bạn xem. Còn nguyên cái màu vàng này, LE25-2. Đấy các bạn, đây. Cái cũ loa mà còn màu vàng đây là phải nói là rất đẹp. Người ta rất thích cũ loa, đây là cũ loa Anico nha. Và đôi loa này có chiều rộng là 27, chiều sâu là 25 và chiều cao của nó là 49 cm. Hôm nay Quý Nguyễn xài đôi loa này ghép với một chiếc Amply cũng rất là đơn giản. Cái tầm giá rất bình dân. Ghép với chiếc Amply Sony này, chiếc Amply này, chiếc Amply Sony XTR 2008, cái size rất lớn, vỏ gỗ. Bây giờ mình tháo tung cái hai cái sản phẩm này ra để mình quay giới thiệu với các bạn. Đây là nội thất của nó, các bạn nhìn xem nó rất đẹp. Con này thì khỏi phải nói rồi, tầm giá rất là bình dân. Chiếc đôi loa kia thì 7.500.000 và cái con này là 4.500.000. 12 triệu ta có một cái bộ âm thanh để nghe trong cái phòng tầm 20 đến 25 mét vuông. Chiếc con lên này còn 7 màu các bạn nha. Đây, made in Japan này, những cái bên hông của nó. Và đây là phía sau của nó. Công suất của chiếc âm ly này cũng khá là tươm tắt nha. Đây các bạn, công suất của nó là 140W. 140W nha. Đấy. Tầm 40 vật, made in Japan. Và tất cả radio hay là cái gì nó phát cũng rất ok nhé các bạn. Radio rồi các phần khác thì rất ok. Bây giờ mình cứ xem cái này trước đi cái đã này. Hai chiếc Amply này rất đẹp. Mới toanh, mới phải nói là mới toanh. Đây là nội thất nha. Vâng. Bây giờ mình đến mình xem phía bên trong, bên trước mặt chứ, trước mặt của chiếc Amply này như thế nào, ra làm sao nha. Vâng. Để các bạn nhìn xem nè, nó không, hình như không có một vết chày nào, không có vết chày nào cả. Giá chỉ có 4.500.000 đồng, 4.500.000 đồng thôi nha các bạn. Mà mình có được chiếc Amply này để mình xài là quá tuyệt vời rồi. Vâng. Bây giờ mình sẽ ráp vào đôi loa vào với chiếc Amply này để các bạn thưởng thức và chiêm nghiệm như thế nào nha. Vâng, Quý Nguyễn vừa giải phẫu cái đôi loa JBL L26 đời cát
và chiếc âm ly Sony 2008 cho các bạn xem. Bây giờ quý Nguyễn ráp vào rồi, nhưng mà khi nãy là mình quên test cái radio của cái âm ly Sony phải không? Bây giờ mình làm cho nó đầy đủ luôn nha. Bây giờ mình test radio nè, mở volume lên và mình đấy, đây mình dò đài, đây là mình đang xài FM nè. Khi dò radio thì những cái kim này nó chạy các bạn nha. Nhất là rồi dò FM nha. Đây. Mình cao thêm cái anten nữa vào thì nó rõ nha. Đấy. À đúng như vậy ạ. 50 năm sau bước đi nhỏ bé nhưng là bước đi lịch đấy, sử đấy của là AM lên mặt trăng thì cũng rồi. Đúng chứ. Bây giờ mình dò FM nè. Đấy, FM rất mạnh. Cho biết là cầu Đồng Nai tiếng đến xe miền Tam Thái thì chúng ta lưu thông ổn định. Đấy. Dạ vâng, cảm rất chuẩn nha. Và bây giờ các bạn Phú Lợi với xem và nghe chất âm của đôi loa JBL L6 đời cát nha. Đây các bạn, mình lấy luôn cái căng ra đi nha, lấy luôn cái căng ra để luôn hai bên rồi mình mới ra mình nghe. Lấy luôn cái căng, cái căng của nó là căng gỗ. Rồi bây giờ xin mời các bạn. Rất hay, không phải nhiều tiền mới hay đâu, ít tiền cũng hay thôi. Ta nhấc mua lên một tí này, chưa đánh lô nát nè. Mình chưa đánh lô nát thì nhấc lô nát. Nhiều bắt quá thang. Còn lên rất hay nè, đánh bắt đến 10 giờ thôi. Đôi loa này có chiều cao, mình nói lại cho các bạn, chiều sâu 25 cm, chiều rộng 27 và chiều cao 49 cm. Chúng ta cũng dễ trang trí bày biện ở trong gia đình mình nha, trong phòng cỡ 20-25 m², nghe âm thanh rất ok với dàn nhạc như thế này, với 7,5 triệu đôi loa và 4,5 triệu chiếc âm ly, tổng cộng là 12 triệu combo.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn lại các bạn ở những clip lần sau. Xin chào.